nhân quyền quốc tế và đặc biệt là các cái tổ chức của các nhà báo không biên giới cũng như là Amnesty International hay là Human Rights Watch v.v. Họ rất sợ hãi những cái điều đó. Trong thời gian vừa rồi, họ đã đưa ra xét xử các nhà báo tự do, trong đó có các blogger điếu cày, cô Tạ Thị Phong Tần hay nhà báo Anh Ba Sài Gòn v.v. Và mới đây, ngày 30 tháng 10 vừa qua, họ lại đưa ra xét xử hai nhạc sĩ yêu nước, đó là nhạc sĩ Việt Khang và nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình. Họ rất sợ hãi những phản ứng của nước ngoài. Họ đã viết những bài báo, họ cho rằng tất cả những chống đối của đài SPTN cũng như chống đối của người Việt Nam ở nước ngoài là một cái âm mưu nhằm phá hoại cái nền độc lập cũng như là hòa bình của Việt Nam. Họ cho rằng tất cả những cái âm mưu này nằm trong âm mưu diễn biến hòa bình. Chưa bao giờ tôi thấy Việt Nam, điển hình là hai tờ báo Quân đội Nhân dân và Nhân dân, đã đưa ra những cái luận điệu phản ứng một cách rất gay gắt. Họ đã đưa ra một số người họ cho rằng là ở nước ngoài đã viết những cái bài báo đã tấn công thẳng vào đài SPTN, tấn công thẳng vào nhạc sĩ Trúc Hồ, cũng như tấn công thẳng vào một số những người ở trong nước mà họ cho là những người đó là những người đã bị dụ dỗ, đã bị mua chuộc và đã có những cái tư tưởng chống đối lại nhà nước. Họ cho rằng những người ở trong nước chống đối họ là những cái thành phần bất mãn. Có hai bài báo được gọi là những người ở nước ngoài đã viết về trong nước và đăng ở tờ báo Nhân dân. Tôi không có lạ gì những cái chuyện mạo nhận như thế. Không có ai vô công dỗi nghề ở nước ngoài mà lại viết ra những cái bài báo sắc mùi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, sắc mùi tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, là các cái cán bộ tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm cái công việc này, đã nhằm vào để chống đối những cái nỗ lực của người Việt Nam ở nước ngoài, để chống đối Việt Nam đã có những lập đơn để mà xin ứng cử vào cái Hội đồng Nhân quyền. Thưa quý vị, Việt Nam có xứng đáng như thế không? Tôi xin lặp lại, Việt Nam không xứng đáng trở thành một thành viên của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, là bởi vì Việt Nam là một trong những nước vi phạm nhân quyền rất nghiêm trọng trên thế giới, là một nước không có bảo vệ quyền của người dân, quyền làm người của người dân Việt Nam không được bảo vệ. Cái điển hình duy nhất là người dân Việt Nam không có các cái quyền tự do về ngôn luận. Việt Nam cấm không có cho ra báo chí tư nhân. Việt Nam cấm không có cho một đảng phái thứ hai. Việt Nam chỉ có một đảng duy nhất cầm quyền, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam.